Hòa chung không khí đại hoan hỷ mừng ngày Đức Thế Tôn đản sanh Phật lịch 2567 dương lịch 2023 vào ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2023 nhằm mùng 8 tháng 4 và mùng 9 tháng 4 âm lịch. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức chuỗi hoạt động cũng như sự kiện để chào mừng ngày Phật đản. Chuỗi hoạt động cùng sự kiện trong 2 ngày của Ban trị sự tỉnh Đồng Nai đã thu hút hàng ngàn quý bà con Phật tử hân hoan đến tham dự. Vào tối ngày 26, Ban trị sự tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức sự kiện diễu hành xe hoa. Thượng tọa Thích Huệ Khai, trưởng ban tổ chức đã làm nghi thức bấm hồi chuông hiệu lệnh cho đồng loạt 32 xe hoa chính và 16 xe hoa phụ khởi hành từ chùa tỉnh hội. Khắp cung đường của thành phố Biên Hòa không chỉ được bao rợp bởi nhiều sắc hoa lung linh, thơm hương ngào ngạt, mà đó còn là mùi thơm, ánh sắc của tâm từ hiếu hạnh, cùng sự tôn kính vô biên mà hàng chúng đệ tử cũng như Phật tử trong buổi tối ngày hôm nay đã tỏa ngát. Tiếp theo dòng sự kiện vào sáng ngày 27, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản tại chùa tỉnh hội, quang lâm chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Hòa thượng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức đại lễ, cùng chư tôn đức Ban Thường trực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai về tham dự. Quang lâm về phía chư tôn đức ni, có sự tham dự của ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng trị sự, chứng minh phân ban ni giới Trung ương, chứng minh phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai về tham dự. Đại diện chính quyền địa phương có sự tham dự của ông Thái Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cùng quý vị đại biểu, đại diện cho thành phố Biên Hòa cùng các ban ngành đoàn thể về đây tham dự. Mở đầu chương trình đại lễ nhắc nhớ lại ý nghĩa của ngày mừng Phật đản sanh, Phật tử chùa Kim Giác đã đồng loạt múa dâng hoa lên Đức Thích Ca Mâu Ni để tỏ lòng tôn vinh vô lượng. Hòa thượng Thích Nhật Quang cũng đã tuyên đọc bức thông điệp mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 của Đức Pháp Chủ. Bức thông điệp mừng đại lễ Phật đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã được Thượng tọa Thích Huệ Khai tuyên đọc. Nhân dịp đại lễ Phật đản nhằm thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn đến Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cũng như thể hiện tấm lòng từ bi, sống tốt đời đẹp đạo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng cho đại diện Ban dân vận tỉnh Đồng Nai, 50 phần học bổng trị giá 50 triệu đồng cho Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, nghi thức cúng dâng Đức Phật đã được Ban trị sự trang trọng thực hiện theo cả truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Nghi thức mộc dục cũng đã được quý chư tôn Thiền Đức Tăng Ni trang nghiêm thực hiện, tỏ lòng tôn kính vô biên, cầu cho quốc thái, dân an, chúng sanh đều được gột rửa hết thảy những cấu uế, chiến tranh không còn, dịch bệnh, tai ương được tiêu trừ. Đặc biệt, trong đại lễ Phật đản lần này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã cùng thả những quả bóng bay đầy màu sắc, tượng trưng cho sự tự do. Cùng lúc này, những chiếc xe hoa tươi thắm được diễu hành lại một lần nữa trong khuôn viên chùa tỉnh hội, thể hiện cho sự đại hoan hỷ cả trên bầu trời và dưới mặt đất muôn phương, cùng chào đón ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ra đời. Đây chính là sự tiếp nối, kế thừa, mang một sức sống vô cùng mạnh mẽ.